Và cũng thể theo lời yêu cầu của anh Châu. Anh Châu và ông cậu nói là Văn Hải, Văn Hải đi châu Âu biểu diễn thế nào đó mà một mình độc tấu một cây guitar. Thì bây giờ anh Châu anh muốn là với ông cậu trong nhà muốn Văn Hải lặp lại bằng thể điệu Lý Tình Tang qua ba câu vọng cổ mà Văn Hải rất thành công ở châu Âu. Rất mong quý vị khích lệ cho chính cầm Văn Hải một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn. Thank you.